Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Biên Gia Lai. Hôm nay mình đã tiếp tục làm một cái video về cách hãm tiết canh vịt nha các bạn nha. Trên tay mình đã chuẩn bị một con vịt, con này con vịt cỏ các bạn, con này là rơi vào khoảng 1,5 kg đi các bạn ơi. Có nhiều bạn nói rằng cách hãm tiết canh vịt bằng nước mắm ngư rất là khó. Khó thì nó có, đúng rồi, cũng có nhiều nguyên nhân. Nếu mà các bạn không biết cách hãm thì nó thực sự là khó. Nhưng mà nếu các bạn xem cái video của mình, thực sự ra cũng không có gì gọi là khó hãm đâu các bạn. Cái nguyên nhân để hãm mà nó không thành công là do thứ nhất ấy, là chúng ta hãm có khả năng là do ít nước mắm quá. Một là ít nước mắm quá. Hai là chúng ta cắt không đúng cái tia. Không đúng cái tia, thành ra cái lượng tiết nó phun ra không mạnh. Đấy, phun ra không mạnh, nó không đủ để hòa tan với nước mắm. Nó làm cho cái nước mắm nó dễ bị đông. Đấy, nó có hai cái nguyên nhân rất cơ bản. Nếu mà chúng ta làm đúng theo cái công thức thì chắc chắn chúng ta sẽ hãm được tiết canh rất là đơn giản thôi các bạn nha. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn để hãm một cách thành công cho các bạn xem. Đây, vào đây mình đã chuẩn bị một chai nước mắm này và nước lọc này. Đấy, và bây giờ mình sẽ tiến hành để mình hãm cho các bạn nha. Rất đơn giản thôi các bạn ơi. Đối với một con vịt khoảng 1,5 kg thì mình sẽ cho vào đây khoảng 1 muôi nước mắm này các bạn nha. 1 muôi nước mắm này nó tương đương với khoảng 2 thìa đấy các bạn. 2 thìa mắm. Đó, và mình sẽ cho vào đây khoảng 2 muôi nước sôi để nguội. Đấy, 1, 2 nhé các bạn nha. 1, 2. Rồi, giờ chúng ta sẽ hòa tan này. Như thường lệ thì mình vẫn cắt được cánh các bạn ơi. Cắt được cánh thì chúng ta hãy dùng con dao thật sắc, chúng ta sấn thật mạnh vào đây thì cái lượng tiết nó ra rất là mạnh các bạn nha. Đây các bạn ơi, mình cũng mới vừa cắt xong này. Đối với con vịt mà khoảng 1,5 kg là mình cắt ra được khoảng hơn nửa chén tiết này các bạn ơi. Khá nhiều luôn các bạn ơi. À, thấy chưa? Đây các bạn ơi, hôm nay thì mình không đánh cổ mà không đánh cánh. Mình hôm nay là làm cái phần ức như các bạn. Hôm nay mình làm toàn thịt không các bạn ơi. Và tiết này, đây trong đây mình có nước luộc vịt đấy các bạn ơi. Cho nước luộc vịt vào thì mình đánh tiết canh thì nó sẽ rất là ngọt các bạn. Bây giờ mình sẽ ngoái tiết các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ quả này các bạn ơi. Trong đây là nó rơi vào khoảng trên một, nó rơi vào khoảng một chén nước nèo, nước luộc vịt đấy các bạn, với nó khoảng nửa chén tiết các bạn nha. Nó rơi khoảng 1,5 á, tức là một tiết một rưỡi nước á. Rồi bây giờ mình ngoáy này. Tiết này mênh mông luôn các bạn này. Đó, một con vịt mà mình làm mà. Đó. Giờ cái lượng tiết khoảng nửa tô này các bạn này. Cái ông. Quá nhiều tiết luôn. Tiết ở đây cho con học thì ngay. Dư tiết luôn các bạn này. Gì vậy? Cái gì? Má làm gì vậy? Má. Ê. Ê, mẹ. Ở chỗ này phải đánh được một chén này các bạn. Một chén thoải mái luôn đó. Chúng ta mà cắt đúng mạch của nó thì cái lượng tiết nó rất là nhiều luôn. Rồi mình sẽ chờ cho nó đông nha. Rồi sau chừng khoảng chưa tới 5 phút được các bạn, mình nghĩ khoảng 3 phút thôi. Bây giờ mình sẽ quay lại kiểm tra xem là tiết canh nó đông như thế nha các bạn nha. À, đông rồi. Nói chung cũng chưa đông chặt lắm các bạn. Đó, tại vì mới có 3 phút mà. Nếu mà muốn đông chặt thì nó phải rơi vào khoảng 10 phút thì nó sẽ đông chặt hơn. Còn đây mới có 3 phút này, mình mới đánh xong này. Mình mới đánh xong, mình đứng mình dọn lau cái tiết nó răng ra ngoài rồi, quay lại đã đấy này. Đã đông rồi các bạn này. Đó. Rất là đông luôn. Đấy các bạn cứ làm theo cái cách hướng dẫn của mình thì đảm bảo các bạn hãm tiết canh vịt rất là dễ. Đấy, cái cơ bản nhất là chúng ta phải làm sao phải ước lượng con vịt này và nước mắm này.
Và cái thứ ba nữa là chúng ta phải cắt đúng cái mạch tiết đấy các bạn. Đấy, cái lượng tiết nó ra nhiều thì nó sẽ đủ cái lượng nước mắm. Đấy, còn nếu mà chúng ta cắt mà không đúng mạch, ít tiết quá thì nó không đủ cái lượng nước mắm, thì nó sẽ mặn quá nó cũng dễ bị đông, mà nhạt quá nó cũng dễ bị đông các bạn. Đấy, cơ bản là chủ đấy thôi. Có nhiều người người ta không nắm quy tắc cho nên người ta hãm tiết canh vịt bằng nước mắm ong ngư rất là khó. Đấy. Nhưng còn đối với mình thì mình hãm quen rồi thì rất là dễ các bạn ạ. Còn lúc đánh các bạn ạ, mình áng chừng chứ không cần nhất thiết là phải đong cân đo đong đếm. Đó, mình áng chừng mình đánh nhưng mà vẫn cứ đông này. Đó, đông chưa các bạn? Như vậy là đông rồi các bạn này. Rất đơn giản luôn.